Mình đã thất bại rồi mọi người ơi. Thật ra là không có thất bại nào cả. Lâu lâu tạo nét xíu để đổi không khí ấy mà. Thì chuyện là hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người dòng thiết bị tạo oxy mới, phù hợp cho những anh em nuôi tôm, nuôi cá cần lượng oxy dồi dào. Lượng oxy được tạo ra từ 6.478 cái lỗ, cho hiệu quả tạo bọt tối ưu, đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng oxy cho ao nuôi của mình. Sản phẩm có cấu tạo vô cùng đơn giản, ta chỉ cần đổ bê tông và phần đáy của cục oxy để quá trình hoạt động không bị nổi lên trên. Phần màng tạo oxy này sau một thời gian sử dụng thì ta dễ dàng tháo ra để vệ sinh, sau đó mình lắp lại là xong. Một thiết kế vô cùng nhỏ gọn, bền bỉ và mạnh mẽ.